Cô chào các em nhé. Hôm nay chúng ta bắt đầu qua chương trình học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 10. Đối với mỗi bài học như thế này thì cô sẽ hướng dẫn cho các em 3 tiết học. Tiết đầu tiên chúng ta sẽ học từ vựng nè. Tiết 2 học ngữ pháp và tiết 3 chúng ta sẽ làm bài test 40 câu giống như trong đề thi giữa kỳ và đề thi cuối kỳ. Ở đề thi giữa kỳ học kỳ 2 thì cô đã giải cho các em thử một đề rồi đó. Thì các em sẽ nhìn vào đó để các em biết là chúng ta nên ôn tập những cái dạng bài nào. Đối với phần từ vựng thì cô sẽ liệt kê những cái từ vựng mà chúng ta thường hay gặp trong đề thi, đặc biệt là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, dành cho những bạn nào mà chăm chỉ. Tại vì đi thi thì ba môn bắt buộc là toán, văn, anh mà. Cho nên là những bạn nào chăm chỉ thì các em sẽ tích lũy từ giờ đến 3 năm sau là các em có thể tự tin bước vào kỳ thi. Còn những bạn nào mà không siêng năng thì 3 năm sau, còn 3 tháng bắt đầu thi là nhồi nhét cuốn 2.000 từ vựng, 3.000 từ vựng. Lúc đó các em nhồi cỡ nào nó cũng không vô được. Tiếng Anh là chúng ta phải luyện hàng ngày, mỗi ngày một ít nha. Phần ngữ pháp thì cô sẽ ôn tập công thức cho các em, sau đó chúng ta sẽ áp dụng vào bài tập như thế nào. Đấy. Rồi đến tiết thứ 3 thì chúng ta bắt đầu làm bài test. Nội dung là nằm trong một unit thôi, tương tự như những cái bài học trước mà chúng ta đã học. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài số 6 các em. Unit 6, Gender Equality. Gender Equality nghĩa là cân bằng giới tính. Như vậy thì cái vấn đề mà bất bình đẳng thì chúng ta thường hay gặp ngoài xã hội hơn, đó là gender inequality. Cho nên cái vấn đề đó người ta thường hay đưa vào đề thi. Và cái từ mà chúng ta thường hay gặp cũng là inequality, chứ ít gặp cái từ này hơn. Các em để ý nha, gender inequality là chúng ta thường hay gặp hơn, nhất là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Qua tuần sau nữa là cô bắt đầu giải đề thi rồi, giải đề thi Trung học phổ thông quốc gia rồi. Nếu như mà bạn nào muốn tích lũy từ bây giờ thì các em có thể ôn tập những cái đề đó. Thì cô giải cho các anh chị 12 thôi. Nhưng mà nếu như bạn là lớp 10 mà vẫn thích học thì comment cho cô biết là em 2K5 nhé. Đấy. Bây giờ nè, việc đầu tiên của các em là cô sẽ đọc mỗi từ 3 lần. Sau đó các em repeat after me, các em lặp lại theo cô. Và sau đó các em comment cái từ này ra cho cô. Ok. Comment, nếu như bạn nào nhanh thì comment luôn tiếng Việt. Chúng ta học từ bây giờ luôn nha. Từ thứ nhất, động từ nhấn âm 2, address, address. Từ thứ hai, động từ nhấn âm 2, affect, affect. Từ thứ ba, caretaker, danh từ nhấn âm 1. Từ thứ tư, challenge, danh từ nhấn âm 1. Từ thứ năm, chúng ta có quy luật. Quy luật ở đây là duition. Chúng ta có duition thì trước sin chúng ta sẽ nhấn âm. Nation, ok. Discrimination, 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 phân biệt đối xử. Chúng ta qua tiếp từ số 6 đến từ số 10 các em. Các em học như vậy nha. 6, 7, 8, 9, 10. Từ số 6, effective, effective, effective. Tính từ có hiệu quả. Eliminate, eliminate, eliminate. Động từ xóa bỏ. Encourage, encourage, encourage. Động từ động viên, khuyến khích. Enroll, enroll, enroll. Động từ đăng ký nhập học. Enrollment, enrollment, enrollment. Danh từ sự đăng ký nhập học, vị đăng ký nhập học. Đối với cái từ enroll, enroll thì chúng ta có hai cách viết. Các em viết cách nào cũng được, không có sai. Thứ nhất là enroll. Cách thứ hai là chúng ta viết cái từ enroll có hai chữ L. Cái này là theo US, còn cái này là theo UK. Rồi, US là Mỹ, UK là Anh các em nha. Như vậy thì tương tự cái danh từ của nó, các em thêm đuôi mình vào nó cũng vậy nha. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có giải quyết hai từ này trước ha. Enroll, động từ nhấn âm 2. Enrollment, enrollment. Như vậy thì ở đây các em, cô viết cho em các em hai cách nha. Cách 1 là chỉ có một chữ L thôi, nhưng mà cách 2 cô viết cho các em là hai chữ L. Như vậy thì cách viết nào cũng đúng cả. Ok. Hai cái này là gia đình từ cho nên cô nói chung với nhau ha. Từ số 6, từ số 6 là tính từ các em. Effective là nhấn âm 2. Eliminate, eliminate, nhấn âm 2. Encourage, encourage, nhấn âm 2. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta qua tiếp từ 11 cho đến từ 15. 11 đến 15. Đây. Equal, 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 ngang bằng, bằng với. Cái này là tính từ, gia đình từ với nhau nè. Equality, 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 danh từ ngang bằng, bình đẳng.
Inequality, 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 danh từ không bình đẳng hoặc là bất bình đẳng. Force, 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 động từ bắt buộc, à, cái này bắt buộc, ép buộc. 15, gender, 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 giới tính, giới, danh từ. 11, 12, 13 là gia đình từ với nhau các em nhé. Ở đây chúng ta có equal là tính từ nè, equality là danh từ, inequality cũng là danh từ. Từ 14, force là động từ, 15, gender là danh từ. Bây giờ chúng ta qua tiếp 16 đến 20. 16 là government, government, government là chính phủ, danh từ. Government, danh từ, chính phủ. Income, 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 thu nhập, danh từ. Limitation, ở đây cũng có quy luật các em, addition nè. Chúng ta nhấn trước cái từ limitation. Limitation, 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 danh từ, sự hạn chế, giới hạn. Chúng ta có từ các em hay đọc là cô đơn quá là lonely đó các em ha. Ở đây chúng ta có loneliness, 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 sự cô đơn, danh từ. Em có đuôi ness này mà nè. 20, opportunity, 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 danh từ, cơ hội. Rồi, hết 20 từ rồi. À, hết 16 đến 20 rồi. Chúng ta xem lại một lần nữa nhé. Government là nhấn âm 1. Income, nhấn âm 1. Limitation là nhấn trước đuôi sinh, thì các em sẽ đếm này 1, 2, 3, 4, có 4 âm tiếp, nhấn đuôi, nhấn T là nhấn âm 3 đúng không? Loneliness, nhấn âm 1. Opportunity, như vậy thì ở đây chúng ta nhấn cái chỗ này 1, 2, 3, 4, 5, như vậy là nhấn âm thứ 3. Opportunity, ok. Từ 21 đến 25 các em, các em nhớ comment cho cô nha, comment để học thuộc luôn, để chúng ta xíu qua làm bài tập nữa. Personal, 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 tính tự, cá nhân. Progress, 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 danh từ, tiến bộ, tiến trình, tiến bộ. 23, 23 là danh từ, tài sản. Property, property, property. 24 là động từ, theo đuổi đam mê, theo đuổi ước mơ của mình á. Pursue, pursue, pursue. 25, qualified, 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 có đủ khả năng, có đủ năng lực, tính từ. Tính từ đây là tính từ thêm đuôi ed thôi các em ha. Rồi từ 21 đến 25, personal là các em nhấn âm 1 nè. Progress, các em nhấn âm 1 nè. Property là các em nhấn âm 1 luôn nha. Cái từ prop, prop này các em không có tính cái chữ p này là một âm nhé. Nghe mà nhấn âm 1 nha. Property. Pursue, nhấn âm 2. Qualified, nhấn âm 1. Rồi, từ 26 cho đến 33 luôn các em. 26 đến 33 nè. Chúng ta có từ mark là đánh dấu. Như vậy là remarkable là tính từ, chú ý, đáng chú ý, phi thường, một người rất là nổi trội ha. Right, right, à, remarkable, 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 đáng chú ý, phi thường. Right, 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 danh từ, quyền lợi. Sue, 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 kiện, động từ hay kiện cáo em. Treatment, 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 sự đối xử. Ở đây chúng ta có cái ở trên là phân biệt đối xử, còn ở dưới đây là sự đối xử em nhé. Treatment. 30, 30 và 31 là gia đình từ với nhau. Violent, 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 có tính bạo lực, hung dữ. Violence, violence, violence là bạo lực, dữ dội, nhưng mà là danh từ. Ở đây nè, chữ tờ là tính từ, còn nce là danh từ. 32 và 33 các em. Wage, wage, wage là tiền lương, danh từ. Workforce, 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 lực lượng lao động. Chúng ta có từ force là bắt buộc ha. Workforce là lực lượng lao động. Ok. Bây giờ chúng ta qua tiếp cái phần nhấn âm từ 26 đến 33 các em. Remarkable là nhấn âm 2. Right, sue, treatment, nhấn âm 1. Violent, nhấn âm 1. Violence, nhấn âm 1. Wage, workforce, workforce, nhấn âm 1. Ok, bây giờ chúng ta qua tiếp cái phần bài tập từ vựng nha. Các em mở sách ra cho cô trang số 7 ha.
bằng language. Cái phần 1 là người ta yêu cầu mình là hãy nối những cái từ với cái định nghĩa của nó, sau đó là thực hành đọc những cái từ đó thật to lên. Out loud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ các em cho cô những cái đáp án này. 1 đi với cái nào? ABCD. 2 đi với ABCD. 1 là equal. Equal là công bằng. Hay chúng ta vừa mới học bên kia. Gender là giới, giới tính. Eliminate là xóa bỏ. Enroll là đăng ký, nhập học. Force là bắt buộc. 6 là discrimination, danh từ mang nghĩa phân biệt đối xử. Ở đây chúng ta có từ equal là công bằng. Thì các em sẽ thấy nhìn vô câu D nè. Ở đây chúng ta có những cái gì đó mà quantity là về số lượng và value là về giá trị, thì như những người khác, bằng với những người khác, đúng không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một D là chúng ta sẽ có những cái gì đó về số, giống nhau về số lượng và giá trị như những người khác, ngang bằng với những người khác. Câu số 2, gender là giới, là giới tính nha. A, B, C, D, F, cái nào liên quan đến giới tính nè? Rất là dễ đúng không? Rất là dễ. Cái từ male với từ female là gì? Nam, nữ. Như vậy thì giới tính thật ra là gì em? Thật ra là nam với nữ. Nhưng mà bây giờ có cả gì? Thế giới thứ ba nữa. Đây này là 2F. Do chiếm số đông cho nên người ta sẽ đưa vô cái định nghĩa là nam, nữ. Câu thứ ba nè. Eliminate là verb, động từ, xóa bỏ đi với từ nào? Chúng ta, nếu như chúng các em học được nha, thì các em sẽ làm được cái phần từ đồng nghĩa đó, làm rất là chắc. Get rid of. Nhiều đây thôi là người ta có thể ra cho các em 6 câu về từ đồng nghĩa rồi, đúng không nào? Get rid of tức là xóa bỏ cái gì đó, loại bỏ cái gì ra đó. Thì ở đây là eliminate là cũng có nghĩa tương tự, đúng không? Chúng ta có 3 em. Từ số 4 là enroll là verb. Như vậy thì động từ đăng ký, nhập học. Thì cái nào liên quan đến cái trường học rồi nhập học này nọ nè? Câu A đúng không nào? Chúng ta có từ school. School là gì? Trường học. Như vậy thì sắp xếp để tham gia vào một cái trường học chính thức, một cái ngôi trường chính thức, một cái việc học chính thức nào đó, thì là đăng ký nhập học thôi. Arrange to join a school officially. Officially nghĩa là chính thức em nha. Rồi chúng ta có câu 4 nè. Mình qua tiếp câu số 5 nè. Force là bắt buộc tức là bắt người ta phải làm những cái điều mà người ta không muốn, là câu nào? Make somebody do the things they don't want, đúng không? Như vậy thì ở đây là câu 5C. Câu 6, discrimination là phân biệt đối xử. Ủa như vậy hình như câu 6 thì còn câu cuối cùng đúng không nào? Cái câu, chỉ còn câu B. Câu B tức là câu mà chúng ta chưa chọn thôi. Câu B nghĩa là gì em? Unfair treatment. Treatment tức là gì em? Đối xử gì? Không công bằng, dựa vào giới tính nè, dựa vào tuổi nè. Race là sắc tộc, màu da các em ha. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có câu 6B nha. Phân biệt đối xử dựa vào, đa số là người ta dựa vào tuổi thì ít, nhưng mà dựa vào giới tính với lại dựa vào màu da là nhiều, đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta qua tiếp cái phần 2 nhé. Phần 2 thì ở đây chúng ta có 3 câu này các em. Người ta yêu cầu mình hoàn thành cái câu sử dụng những cái từ được cho sẵn ở trong cái số 1 này. Các em nhìn thấy không ta? Cô sẽ làm những cái câu này đã nha. Cô sẽ dịch cái câu số 1 trước xem chúng ta có từ gì, cô sẽ đưa lên cho. This year. Các em điền vô cho cô đi ha. Chúng ta có từ are expected to, có nghĩa là được mong đợi. Được mong đợi. Được mong đợi hoặc có thể là được dự đoán các em ha. Này. This year. Năm nay như thế nào nè? More girls, nhiều nữ, tức là liên quan đến cái giới tính nam nữ ha. Nhiều, có thể là nếu mà first grade thì là lớp 1, thì chúng ta sẽ dịch là nhiều học sinh nữ đi ha. Thì nó sẽ hay hơn, chứ nó nhiều nữ, nhiều nam thì nó không hay. Nhiều học sinh nữ sẽ được như thế nào em?
được mong đợi hoặc là được dự đoán sẽ như thế nào đó vào lớp 1. Đi học thì làm gì đây? Dĩ nhiên là gì? Đăng ký nhập học đúng không nào? Enroll. Vậy thì ở đây chúng ta có to cộng với verb thì là enroll. Ok. Câu số 2. First grade là lớp 1 em nha. Câu số 2. Many young people are not interested in sports. Nhiều người trẻ bây giờ là không có quan tâm đến thể thao. Như vậy I have to, tôi phải như thế nào đó. Tôi phải làm cái gì đó đúng không em? Thứ nhất là phải gì? Danh từ gender là không được nè. Phải xóa bỏ cũng không được nè. Phải danh từ này cũng không được. Như vậy là I have to là cộng với một cái verb đây nè. Đúng không nè? Những cái đứa con của tôi to play tennis or go swimming. Phải làm gì các em? Phải bắt buộc đúng không nào? Số 5, I have to force. Phải bắt buộc những đứa con của mình phải chơi những cái môn nào đó để luyện tập sức khỏe. Câu số 3 nhé. The Vietnamese government has done a lot too. Ở đây chúng ta có chính phủ Việt Nam làm nhiều cái gì đó để như nào em? Ở đây là xóa đói giảm nghèo đúng không nào? Chúng ta hay có cái câu là xóa đói giảm nghèo đó. Như vậy thì ở đây là để xóa bỏ cái nạn nghèo đói. Thì đây chúng ta có xóa bỏ là gì các em? Theo các em, năm từ này, từ xóa bỏ là từ nào nè? Động từ chúng ta chỉ còn một cái động từ này nữa thôi đúng không nào? Như vậy thì chúng ta sẽ điền eliminate vào vào đây đúng không? Eliminate. Xóa bỏ, chính phủ Việt Nam đã làm nhiều để xóa bỏ cái nạn đói nghèo. Bây giờ chúng ta đi qua tiếp cái phần tiếp theo các em. Looking back. Đây. Bây giờ các em khoanh cho cô đáp án từ câu 1 đến câu 8. Từ câu 1 đến câu 8. Người ta yêu cầu mình là chọn những cái từ ở trong ngoặc để hoàn thành những cái câu này. Câu số 1 nè. Các em chọn ví dụ như ở đây là chúng ta có hai đáp án là A, B nha. Cái trước là A, cái sau là B. Các em chọn A thì các em comment là A. Chọn B thì các em comment là B nha. Câu số 1 các em. Much has to be done to achieve. Nhiều việc phải được làm để đạt được cái này, ta chỉ bị động này thấy không? Để có được, để đạt được cái gì đó. Dĩ nhiên nếu như mà chúng ta dịch tới đây thôi thì chúng ta sẽ biết là mọi người cố gắng nỗ lực làm để gì? Để đạt được cái bình đẳng giới, chứ không ai làm để đạt được cái bất bình đẳng giới đúng không nào? Đó. Như vậy thì đạt được cái bình đẳng giới trong gì đây em? Trong cái employment opportunities là trong cái cơ hội việc làm. Như vậy là ở đây chúng ta chọn một là gì đây? Một A đúng không nào? Đấy. Câu số 2 game. Employers give challenge or preference to university graduates. Như vậy thì ở đây các em thấy là the challenge là thử thách, thách thức, còn preference là sự ưu tiên. Như vậy thì những người chủ sẽ cho cái gì đối với những người có bằng đại học các em? Dĩ nhiên là cho sự ưu tiên chứ, đúng không nào? Chứ những người có bằng đại học thì dĩ nhiên là xin việc sẽ dễ dàng hơn những người không có bằng, đúng không nào? Cho nên ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là câu 2 gì? Preference là sự ưu tiên các em nha. Câu số 3 nè. People have encouraged và eliminated poverty and hunger in many parts of the world. Mọi người đã làm cái gì em? Đã khuyến khích hay là đã xóa bỏ cái nạn đói nghèo ở nhiều phần ở trên thế giới? Tức là ở giống như nhiều quốc gia trên thế giới. Thế giới thì có nhiều quốc gia. Thì ở đây chúng ta có parts, thực ra là phần, nhưng mà chúng ta có thể dịch là nhiều quốc gia trên thế giới. Thì ở đây chúng ta có xóa bỏ hay là khuyến khích các em? Dĩ nhiên là mọi người đã xóa bỏ chứ. Xóa bỏ được cái nạn đói nghèo ở nhiều quốc gia trên thế giới. Câu số 4 các em. Both genders
should be provided with equal gì đó quyền, cái này là thu nhập, to education, employments and healthcare. Cả hai giới tính thì nên được cung cấp về cái gì đó mà công bằng em, cái thu nhập công bằng hay là cái quyền công bằng về giáo dục, về công việc và về sức khỏe. Quyền đúng không nào? À, cái quyền công bằng với anh nói thu nhập công bằng, cái quyền công bằng á. Rồi câu số 5 nè, internet access or development is available everywhere in this city. Chúng ta chọn gì em? Internet access, internet như thế nào em? Cái việc truy cập internet nó như thế nào? Nó có sẵn ở mọi nơi ở thành phố này. Như vậy là đó, việc truy cập vào internet nhé. Như vậy là sự phát triển internet là có sẵn, việc truy cập internet là có sẵn. Câu số 6 em, chúng ta có từ caretaker với lại housekeeper. Như vậy thì caretaker là người chăm sóc, người trông nom, còn housekeeper là những người mà giống như là người giữ nhà, người quản gia em ha. Ở đây chúng ta có a person looking after là chăm sóc đúng không? Looking after someone who is sick, disabled or old at home either. Như vậy thì một người mà chăm sóc trông nom một ai đó, cái người mà bị bệnh nè, rồi tàn tật nè, hoặc là người già nè tại nhà thì được gọi là gì? Caretaker đúng không nè? Người trông nom, người chăm sóc. Câu số 7. Câu số 7, số 8 các em còn nhìn thấy đúng không? We should not allow any kind of discrimination hay là education against women and girls. Chúng ta không được phép, anh em cô dịch chuyện kỹ nè, chúng ta không được phép như thế nào em, có bất kỳ cái gì đó chống lại những người phụ nữ hoặc là những người con gái, tức là con gái và phụ nữ. Chúng ta nếu mà nói về con gái và phụ nữ với lại nam thì chúng ta đi phân biệt đối xử đúng không? Chúng ta không được phép có bất kỳ một cái phân biệt đối xử nào đối với những người phụ nữ và những người con gái. Cái này ở Việt Nam chúng ta không có, nhưng mà nước ngoài có rất là nhiều các em nha. Nói Việt Nam thì trước đây có, nhưng bây giờ giảm bớt rồi. Câu số 8 nè. Câu 8 cô kéo lên xíu nha. Đó. People in this country have made good wage progress in eliminating domestic violence. Mọi người ở cái quốc gia này đã làm cái gì đó tốt em trong cái việc xóa bỏ cái bạo lực gia đình. Thì ở đây chúng ta có cái wage là tiền lương nè, progress là tiến bộ đúng không? Đã có những cái tiến bộ tốt trong việc gì em? Trong việc xóa bỏ cái nạn bạo hành gia đình. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn progress, có những cái tiến bộ tốt. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái tiết 1 từ vựng của Unit 6. Các em cố gắng về nhà học lại cái phần này. Cô sẽ để cái file này ở phía dưới cho bạn nào muốn học thì tải về học. Và sau đó các em dịch lại từng câu, những cái câu mà cô đã giải, rồi chọn lại những cái từ đó, rồi dịch nghĩa. Ok, rồi chào tạm biệt các em. Bye bye.